cả nhà, hôm nay ghé chợ Châu Đốc ăn cái món sushi rất là nổi tiếng trong chợ Châu Đốc đó. Chị mới có 6 giờ mấy mà bán gần nửa rồi đó hả? Bán nhanh dữ ha. Ngoài cái món xôi xiêm thì ở đây có rất là nhiều món chè này nha. Có rất là nhiều món chè luôn. Chị đậu với xoài không? Cái này là nước cốt dừa hả chị hả? Dạ. Ăn béo ngày luôn á. Ước quay. Để trước rồi kìa. Chị, mỗi phần sô xiêm thì bao nhiêu tiền ấy chị? 10 ngàn. Rồi, cho em hỏi thăm cái là cái này là cái gì trong đó chị? Cái này là dừa, đường, trứng, sầu riêng. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. À, xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi với anh Thảo có dịp đi về Châu Đốc. Thì ở đây có một cái chỗ bán xôi chè đây nè cả nhà. À, rất là nổi tiếng luôn. Ở đây thì xôi chè rất là nhiều, nhưng mà có một cái món rất là đặc biệt, đó là xôi xiêm. Đây cả nhà, đây là món xôi xiêm. Xôi xiêm thì rất là nổi tiếng ở Châu Đốc, nhưng mà nếu mà mọi người muốn ăn xôi xiêm ngon á, thì nhớ ghé chợ Châu Đốc ở trong cái quầy của cô chú Sủ Phượng này nha. Cái quầy này thì bán xôi xiêm lâu đời rồi và rất là ngon. Vi có kêu một cái phần xôi xiêm là như thế này đây mọi người. Ở phía trên là Vi thấy có chan nước cốt nè, rồi ở đây có một cái phần nhân nữa, rồi ở dưới là xôi. Bây giờ mình sắn từ trên dưới mình ăn thử. Cái phần nhân này thì được cô nói là hả, dừa nè, trứng nè, rồi làm theo có đường đâu nữa thì vô đây, nhưng mà đặc biệt là trứng đó mọi người, cho nên nó rất là mịn trong đây. Bây giờ mình ăn thử. Riêng đó mọi người, rất là thơm. Cái phần này nè, cái phần nhân này là rất là béo luôn, béo ngậy luôn, và nó rất là mịn. Cô chú làm rất là mịn luôn, ăn rất là béo luôn. Nhưng mà cái độ ngọt đó nó vừa phải thôi nha, nó không có ngọt quá làm chúng ta bị gắt cái cổ họng. Thường thường mình ăn mấy cái nhân này mình sợ nó bị gắt á. Rồi thêm cái phần nước cốt, mà nước cốt được thắng bên ngoài nè mọi người, đây được chan như thế này lên nè, nó ngọt. Nhưng mà Vi thích cái phần nhân quá. Phần nhân nó béo béo nè, nó bùi bùi nè, nó thơm nữa và nó mịn nữa. Rất là ngon nè. Sáng sớm mình đi ăn xôi rồi á, mà xôi này ăn lý mình ăn buổi trưa, nhưng mà sáng sớm ăn nó ngon, cho nên ăn rất là ngon miệng luôn cả nhà. Còn xôi ở bên dưới là cô nấu rất là dẻo luôn. Nói chung là cái món xôi này rất là ngon. Nếu mà có đi về Châu Đốc giếng núi thì có thể ghé chợ Châu Đốc mua rất là nhiều thứ, nhiều các sản vật ở nơi đây, và ghé đây ăn xôi chè luôn nha cả nhà. Cô bán là từ buổi sáng sớm á, nếu mà mọi người tới sớm thì mình ăn sớm, còn cô bán tới khoảng tầm 1 giờ đến 2 giờ chiều luôn nha cả nhà. Chị 6 giờ là ra bán gì hả? À 6 giờ là có xôi rồi cả nhà. Vi mời cả nhà ăn chung với Vi thưởng thức món xôi xiêm của chợ Châu Đốc nha. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo. Đây là cái quầy xôi của chú Sủ chị Phượng. Có các cái loại xôi chè và đặc biệt là món xôi xiêm. Đây thì có rất là nhiều món, còn có xôi đậu xanh nữa.
Món này là hình như là món bánh chuối. Chị em hỏi món này bánh chuối hấp hả chị hả? Rồi còn cái món bên kia là món gì đó chị? Chè trâu nước với chè ỉ. À, chè trâu nước mà làm nhỏ ha. À dạ. Đây là chè trâu nước bự. Thì đây là cũng là mấy cái loại chè truyền thống vậy đó nha. Quay này à, cái này lạ à. À, cái đó là hả? Món chè bà ba. Chè bà ba thì cũng nhiều chỗ có mà. Chè bà ba, bên kia chè thân phải không chị? Chè đậu xanh. Dạ. Ở đây là kêu chè thân mà nhưng mà thành phố chè táo xạo. Dạ. Mà đặc biệt nhất là vẫn là món xôi xiêm. Món xôi xiêm có nguồn gốc từ Thái Lan đúng không chị? Đặc biệt là cái phần nhân phía trên rất là ngon luôn, ăn béo này luôn. Cái này là mình bỏ xỉ đi hả chị hả? Xỉ lẻ gì cũng có. Dạ. Cảm nhận chút xíu về cái xôi xiêm này cả nhà, là cái nhân nó rất là thơm sầu riêng luôn. Chị nói cái thau nhân về chị làm khoảng nửa ký sầu riêng đó, rất là thơm sầu riêng. Đặc biệt là cả nhà coi nè, đấy, khi mà mình tắt cái phần này ra đây, cái phần nhân, cái phần xôi dưới nó vẫn còn rất là khô nha, đây, xôi rất là khô, còn cái phần nước cốt dừa nó béo ngậy luôn. À, cái sầu riêng nó thơm, cái nhân sầu riêng đó, với trứng. À, khi mà nhìn vô thì cứ sợ là giống như là có cái mùi gì đó nó lạ, hay là trứng gà là mình ăn cũng được á, nhưng mà hoàn toàn không có bất cứ cái cảm giác gì, ăn vô cực kỳ ngon luôn. Ăn trong chắc chắn là mình đảm bảo là mọi người sẽ ghiền cái món xôi xiêm này luôn, mà kiếm không có luôn. Mà ví dụ ở Sài Gòn mà kiếm được cái hương vị này là khó lắm. Ngon, béo, ngậy, thơm. Ăn mà có thể là múc một cái muỗng to được vậy luôn này. Không có ngại miệng gì hết. Rất là béo mà thơm, cái vị thơm dễ chịu lắm. Vị thơm là thơm giống như ăn, mọi người cứ cảm nhận là hình dung là giống như ăn kẹo dừa Bến Tre mà cái nhân sầu riêng vậy đó, nó thơm mà nó dễ chịu lắm. Còn cái nước cốt dừa này thì ai cũng biết rồi. Cái xôi bên trong thì cũng ăn thì cũng ai cũng biết, nhưng mà ý là cảm nhận thêm về cái nhân này nè, cái này nè, rất là ngon. Mà đôi khi sợ nhất là mọi người cứ nói trời cái xôi xiêm này cái vị ăn nó sao cứ sợ ngại miệng á, nhưng mà hoàn toàn rất là ngon. Đến cả nhà nếu mà ai có dịp về Châu Đốc á, nên ghé thử cái xôi xiêm này ở trong chợ Châu Đốc của chị Phường với chú Sửu. Cái quầy mà xôi xiêm này cả nhà, đối diện số 41-43 đường Chi Lăng là nó nằm ngay trong chợ Châu Đốc luôn á. Dạ, ngay cái tiệm vàng Kim Yến luôn, nhìn ra cái là thấy luôn. Xuân Vi có ăn được món xôi xiêm này không Xuân Vi? Béo dữ lắm luôn á nha, ăn mập luôn á. Thảo ăn một cái mà trời ơi, chắc lên ký quá. Trong này là có hột gà, sầu riêng, sữa, đường, cho nên rất là béo luôn. Trứng nữa, thì trứng hột gà đó đúng không chị? Dạ, cho nên rất là béo. Quét lên miếng xôi. Thêm gì nữa không chị? Chè năm nào, đậu xanh.